Xin chào các bạn. Du học hiện nay không còn là vấn đề xa xỉ đối với sinh viên Việt Nam. Ngày nay số lượng học sinh sinh viên đi du học ngày một tăng. Vì đi du học không những giúp cho học sinh sinh viên mở rộng kiến thức, tích lũy kinh nghiệm và trau dồi vốn tiếng Anh mà còn giúp cho học sinh sinh viên ổn định về vấn đề việc làm và định cư tại nước ngoài sau khi tốt nghiệp. Trong số những nước như Mỹ, Anh, Úc thì Canada là một đất nước có chính sách định cư ưu đãi cho học sinh sinh viên trong hệ thống 10 tỉnh bang và 3 vùng lãnh thổ của Canada. Thì Manitoba là tỉnh bang đi đầu và có nhiều chính sách hấp dẫn trong phát triển kinh tế, phát triển lực lượng lao động quốc tế thông qua giáo dục và khuyến khích nhập cư. Vậy chọn trường nào khi du học tại Manitoba và học phí các trường tại Manitoba thì như thế nào? Thì ngày hôm nay thì Tân Đại Dương sẽ chia sẻ những thông tin về tỉnh bang Manitoba cùng với lại chị Quế Hương. Chị Quế Hương là chuyên viên tư vấn của công ty du học Tân Đại Dương sẽ giúp các bạn giải đáp các thắc mắc về tỉnh bang Manitoba này nhé. Thì đã có rất là nhiều các bạn gửi thư đến cho Tân Đại Dương. Thì câu hỏi số 1: Xin chào công ty Tân Đại Dương, em là La Cẩm Nhung, em đang học năm 2 Đại học Hoa Sen chuyên ngành quản trị kinh doanh quốc tế. Em muốn du học tại tỉnh bang Manitoba, Canada và đang tham khảo về trường. Vậy anh chị công ty Tân Đại Dương có thể cho em biết học phí các trường tại bang Manitoba là bao nhiêu được không ạ? Để em có thể so sánh và lựa chọn ra ngôi trường phù hợp nhất với em. Em xin cảm ơn. Chào bạn La Cẩm Nhung, thì Manitoba là một trong 3 tỉnh bang ở trung tâm Canada và hiện nay đang thu hút đông đảo sinh viên quốc tế đến du học. Và sắp tới đây thì chị Quế Hương cũng sẽ giới thiệu cho bạn một vài trường và với mức học phí dao động của từng trường mà em có thể tham khảo. Điển hình như là trường Đại học Booth University College, học phí cũng tương đối phải chăng thì dao động ở mức là 9.960 đô la Canada một kỳ. Trường Đại học Regent University, học phí từ 7.000 đến 9.000 đô la Canada một năm. Hay là trường Providence University College, học phí dao động ở mức là 6.075 đô la Canada một kỳ. Trường Đại học University of Manitoba, học phí là 12.687 đô la Canada một năm. Hoặc là Đại học Winnipeg, học phí 15.430 đô la Canada một năm. Riêng về đối với những trường cao đẳng, học phí có thể nó sẽ bằng hoặc là sẽ rẻ hơn một chút. Điển hình như là trường Đại học Assiniboine Community College, học phí là từ 9.500 đến 13.000 đô la Canada một năm. Hoặc là trường cao đẳng International College of Manitoba, học phí là 15.304 đến 15.708 đô la Canada một năm. Học viện Manitoba Institute of Trade and Technology từ 12.000 đến 15.000 đô la Canada, hoặc cao đẳng Red River học phí khoảng từ 12.000 đến 14.814 đô la Canada một năm. Thì em lưu ý rằng là những trường cao đẳng học hoặc là trường đại học này thì cái mức học phí nó chỉ mang tính chất tham khảo. Và để cụ thể hơn thì em có thể là truy cập ngay vào fanpage của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương hoặc là liên hệ vào số điện thoại 0838484879 hoặc lên trực tiếp tại công ty để được tư vấn cụ thể hơn về các trường và ngành học của mình em nhé. Thì hy vọng là những thông tin mà chị Hương vừa cung cấp thì sẽ hữu ích với lại bạn Cẩm Nhung nhé. Rồi đến với câu hỏi thứ hai, thì có một bạn tên là Lê Như đã gửi email về cho Tân Đại Dương với nội dung như sau. Xin chào Tân Đại Dương, em đang là du học sinh tại Canada trường Red River College, chuyên ngành du lịch khách sạn và đã học được 8 tháng rồi. Em được biết là Manitoba đang có chính sách việc làm và định cư dành cho sinh viên sau khi tốt nghiệp tại Manitoba. Vậy thì cụ thể điều kiện như thế nào để được hưởng chính sách đó ạ? Thông tin về chính sách định cư em còn chưa rõ ràng lắm. Mong là công ty sẽ hồi âm sớm cho em nhé. Em xin chân thành cảm ơn. Bạn Lê Như thân mến, thì trong hệ thống 10 tỉnh bang và 3 vùng lãnh thổ của Canada thì Manitoba được xem như là tỉnh bang đi đầu với nhiều chính sách hấp dẫn trong phát triển lực lượng lao động thông qua giáo dục và khuyến khích nhập cư. Sinh viên quốc tế có nhiều ưu đãi hơn khi mà chọn Manitoba là nơi bắt đầu con đường học tập và định cư của mình. Mỗi năm thì có đến là 15.000 người đến từ khắp nơi trên thế giới đến Manitoba để tìm kiếm việc làm và sự nghiệp. Một môi trường giao tiếp thân thiện và môi trường sống rất là chan hòa cho mọi người. Và Manitoba tự hào là tỉnh bang có tỷ lệ thất nghiệp thấp tại Manitoba, tại Canada. Và dự tính đến năm 2020 thì sẽ có thêm khoảng 20.000 công việc mới. Chưa kể là các công việc cũ cần người thay thế do người lao động nghỉ hưu hoặc nghỉ việc.
Do đó thì không có gì lạ khi mà chính quyền nơi đây đưa ra rất là nhiều chính sách để khuyến khích sinh viên quốc tế. Cụ thể là bao gồm là sau khi tốt nghiệp các chương trình học cao đẳng, đại học hoặc là sau đại học tại Manitoba, thì tỉnh bang này cho phép sinh viên quốc tế ở lại làm việc với thời gian lên đến 3 năm. Về chính sách nhập cư 6 tháng sau có tốt nghiệp thì không có cần phải xét điểm. Chỉ duy nhất sinh viên quốc tế học tập tại Manitoba được chính quyền tỉnh bang đưa ra chương trình nhập cư đặc biệt ưu tiên, không cần dựa vào hệ thống tính điểm, không cần người bảo lãnh và chỉ có xếp hồ sơ. Sau khi tốt nghiệp và làm việc tối thiểu khoảng 6 tháng tại đây thì sinh viên quốc tế có quyền nộp hồ sơ theo diện này. Về cái chính sách nữa đó là chính sách Express Entry cho phép sinh viên xin PR nhanh chóng mà không cần đợi 6 tháng sau khi tốt nghiệp. Từ tháng 1 năm 2015, Bộ Quốc tịch và Di trú Canada có mở một hệ thống điện tử gọi là Express Entry. Với hệ thống này thì tất cả các sinh viên chưa tốt nghiệp hoặc chuẩn bị tốt nghiệp sẽ upload hồ sơ của họ lên bất kỳ lúc nào. Chính phủ sẽ dựa vào kỹ năng, kinh nghiệm làm việc, khả năng về ngôn ngữ, kết quả học tập và những kỹ năng khác để mà đánh giá. Và đặc biệt là với chương trình này thì họ không có giới hạn số lượng người ứng cử và được đánh giá sau mỗi khóa học hàng năm. Bất kỳ ai được chấp nhận sẽ được mời để nộp đơn xin PR trong vòng 60 ngày. Chương trình định cư theo tay nghề tại tỉnh bang Manitoba được áp dụng cho các đương đơn là người nước ngoài có người thân đang hoặc là đã từng sinh sống tại tỉnh bang Manitoba và đủ điều kiện để nộp đơn xin định cư Canada theo chương trình định cư diện tay nghề tại tỉnh bang Manitoba, hay còn gọi là skilled worker, thì đương đơn phải đạt tối thiểu là 60 điểm theo thang điểm được tính dựa vào 3 yếu tố sau. Thứ nhất đó là về khả năng ngoại ngữ, tối đa là khoảng 25 điểm. Khả năng ngôn ngữ được đánh giá dựa trên khả năng tiếng Anh hoặc là tiếng Pháp của đương đơn. Và nếu đương đơn có khả năng thông thạo cả hai ngoại ngữ Anh và Pháp thì đương đơn sẽ chọn một ngôn ngữ làm first language. Và tổng số điểm khả năng ngôn ngữ bằng điểm first language cộng với điểm second language. Cái thứ hai là độ tuổi tối đa là 10 điểm. Độ tuổi của đương đơn là khoảng độ từ 18 đến 49 sẽ được tính theo độ tuổi khi đương đơn nộp đơn. Cái thứ ba là kinh nghiệm làm việc, tối đa là 15 điểm. Điểm kinh nghiệm làm việc sẽ được tính dựa trên số năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian trong khoảng thời gian 5 năm kể từ khi nộp đơn. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.